Cái thằng kia Tết nhất đến nơi rồi suốt ngày cúi mặt vào chơi game. Mày xem cái phòng này có khác gì ổ lợn không, thế mà mày cũng ở được. Ui giời, mẹ cứ kệ con, phòng con mày quan tâm làm cái gì. Ơ cái thằng này, mày cứ đợi đấy. Cháu sang chơi hả cháu? Dạ, cháu sang này hỏi thăm xem nhà cô sắm Tết đến đâu rồi mà. À mà Hoàng có nhà không ạ cô? Này thì ở bẩn à, quả này thì tha hồ mà bẽ mặt như con dai. À thằng Hoàng đang ở trong phòng ấy, cháu vào đi. Dạ vâng ạ. Ôi Hoàng ơi, cho chưa cái thói ở bẩn. Phòng cô sẽ xé đấy nhở? Sao lại như thế được nhở? Tớ nhìn như thế này không nghĩ đây là phòng con trai đâu ấy. Ở chuyện tớ trước giờ nổi tiếng là con người gọn gàng ngăn nắp mà lại... Các cặp đôi yêu nhau bây giờ kiểu: anh ơi bé buồn ngủ quá, chúng mình đi ngủ nha. Em ngủ ngon nha, anh cũng đi ngủ đây ạ. À? Anh ngủ ngon nha. Legendary! You have defeated an enemy! Thật mà. Mà thôi, tao phải đi ngủ đây nhá. Em ơi anh nhớ em quá, không tài nào ngủ được. Hu hu em cũng thế nè, em nhớ anh quá, xong cũng chằn chọc nãy giờ không ngủ nổi luôn ý hích hích. Đã 3 giờ rồi nữa. Đi ngủ đi. Đồ. Wow wow, ở Sammy Shop đang sale 50% này mọi người ơi. Chần chừ gì nữa mà không lượn vô luôn nào. Mình sẽ có một bất ngờ cho mọi người, nhưng mà phải xem đến cuối video thì mới thấy cơ. Trời ơi, đây là thiên đường của các cô gái đi chứ còn đâu nữa. Nhà cái này nữa. Ơ, BOSN này. Trời ơi, tôi là tôi mê mấy sản phẩm của bên này lắm nha. Còn chần chừ gì nữa mà không nhận vội nào. Các chị nhân viên tư vấn ở đây thì rất là nhiệt tình luôn ý. Mà chị nào cũng xinh ơi là xinh cơ. Em ơi son nè. Thôi em không mua đâu, em nhiều son lắm rồi. Mua đi anh bao. Ok luôn anh trai ơi. Chà chà, có nên mua không ta? Da mình dạo này cũng hơi đen ý. Thôi mua đi. Úi, kem dưỡng ẩm nè, quật luôn. Da dầu thì không thể nào thiếu phấn phủ kiềm dầu nha. Á chà, anh người yêu mình có vẻ quan tâm đến mỹ phẩm phết nhở. À, mình vừa nghĩ ra cái này. Nhà căn trai khuyết điểm nè, mascara nè, và không thể thiếu nước tẩy trang Coco nữa. Kem chống nắng nữa nè. Tính tiền thôi nào. Úi giời ơi, cái hóa đơn kìa. Anh ơi, ơi anh đây. Úm ba la, công trình biến người yêu thành con gái nào. Vì da của người yêu mình là da mụn nên mình quyết định dùng nước hoa hồng của Sun By Me để cân bằng độ ẩm cho da. Tiếp theo chính là serum của BOSN. Serum này rất thích hợp cho da nhạy cảm, giúp gặp ẩm chuyên sâu nè, giảm độ thô sần và còn giúp phục hồi làn da nữa ý. Mình rất là thích cái serum này luôn. Tan, xin trân trọng giới thiệu kem dưỡng cấp nước bom 8 loại trà. Kem dưỡng này thì được chiết xuất từ 8 loại trà thiên nhiên, giúp cấp ẩm cho da khô và da nhạy cảm. Người yêu mình dùng xong cái da mướt mượt như gái 18 luôn. Và bước không thể thiếu đó chính là kem chống nắng. Mình dùng kem chống nắng của Aqua nha. Xoa đều, vỗ để tinh chất thấm vào da nào. Tiếp theo mình sẽ dùng đến kem chống khuyết điểm để che đi những bọng mắt quầng thâm của thời gian. Em ơi suốt đêm tha thức vì em, tha thức nhiều quá nên bọng mắt mới thâm ý. Đây, bà bối không thể cứu của tôi đây. Đó chính là phấn phủ kiềm dầu của Sucky Girl. Hôm nào mà thiếu cái này á, mà tôi như kiểu có chảo dầu trên mặt ý. Điểm thêm một chút má hồng cho nữ tính nào. Và đây, son môi của Black Rue, màu mà mình rất thích. Đánh phun môi cho quyến rũ lồng lộn luôn. Và bước cuối cùng là chút mascara cho đôi mắt bồ câu trâu con đậu con bay. Mình sẽ dùng luôn son để đánh mắt cho thêm phần mơ mộng quyến rũ. Và đây là thành quả của mình. Bùm. Vui là con gái à. Chúc mọi người mùng 8 tháng 3 thật là vui vẻ nha. Ngáo à? Hả? Anh bảo này, lần sau em đừng ăn mặc thiếu vải như này nữa được không? Tại người ngoài người ta nhìn vào người ta đánh giá, anh không thích điều đấy. Vâng ạ, nhưng mà bây giờ em lỡ mặc như này rồi, chả lẽ đi về thay ạ? À? Sao mình làm thế nào bây giờ? Anh không đợi quân giờ bắt được anh khó lắm nè, đừng mà. Hả? Anh chị có chuyện gì mà cãi nhau này? Anh xem rõ ràng là em đang đói, xong là em bảo người yêu em cho em vào ăn, anh không cho chứ. Em thấy em vô lý à? Rõ ràng em bảo là mỗi lần em đói thì anh phải ngăn cản em lại không cho em ăn cơ mà. Nhưng mà em đang đói lắm mà. Em muốn giảm béo không? Em có nhưng mà em đang đói. Thế đấy. Anh đang giúp em giảm béo được gì? Này bây giờ anh không cho em ăn để cầm gất ở đây đúng không? Anh hết yêu em rồi cái gì? Được rồi, vào ăn nào. Đấy. Em đã bảo với anh là mỗi lần em muốn ăn thì anh phải ngăn cản em lại để em giảm béo. Bây giờ anh cho em ăn để em béo lên đâu, anh bỏ em cái gì mà. Ôi đàn bà là những điểm đau khi người ta cầu hôn. Mình sẽ thả nhận vào đây để tạo cho cô ấy một bất ngờ. Em uống nước đi. Cảm ơn ạ. Anh tặng
Còn khi tôi cầu hôn thì... Em uống nữa đi. Em cảm ơn. Kính nào cũng đẹp thế này, biết chọn kính nào bây giờ? Em cứ chọn hết cho anh. Ông này làm sao nhỉ? Mình quen biết gì đâu, tự nhiên bảo mình chọn hết. Cứ chọn đi, anh mua hết cho em mà. Anh này thì nữa, lần đầu tiên gặp nhau mà anh đã như vậy rồi thì em ngại lắm. Ngại gì, anh thích em thì anh mua thôi, anh mua cho em cả cửa hàng còn được. Ui, nếu mà anh đã nói như vậy thì em không ngại đâu ạ. Let's go shopping. Anh ấy thanh toán cho em với ạ. Ui, tất cả cái chỗ kính này của chị hết 3,7 triệu á. Giấy, thoải mái đi anh ơi, đây đây. Anh ơi, thanh toán cho em chiếc kính em với. Dạ, cái kính đấy của anh là hết 500 nghìn anh ạ. Ừ, em cứ lựa đồ thoải mái đi nhá. Anh chuyển tiền cho em rồi đấy nhá. À, bây giờ anh chuẩn bị qua đây. Ơ anh ơi, vừa nãy ngoài chỗ kia ấy, anh bảo là anh thích em xong là anh còn muốn mua cả cửa hàng cho em ạ. Ô, cô này bị làm sao nhỉ? Nãy giờ tôi nói chuyện người yêu tôi mà. Làm đi. Dạ vâng ạ. Thôi anh ơi, em lại trả hết chỗ này ạ. Vâng ạ. Sáng ra cứ tưởng gặp cái sổ. Anh ơi, cho em thanh toán với ạ. Dạ, em nhận của anh kính cận màu trắng anh nhá. Dạ, của anh tổng cộng hết gọng kính 350 và bên em có khuyến mãi tặng luôn cả mắt kính anh ạ. Em gửi anh ạ. Dạ vâng, em xin ạ. Người yêu cũ đấy à? Anh mà cũng có tiền mua kính ở đây cơ. Ô, thế cô nghĩ ai cũng nghèo như cô à? Thì anh bảo anh nghèo. Tôi bảo cô là này, làm sao? Thế bây giờ cô muốn làm gì? Nào, cô làm sao? Vượt đi, cô làm sao? Chúng ta lại nghèo nhá. Khiếp, cãi nhau gì mà ghê thế? Không yêu nhau làm cắn nhau đâu mà. Bây giờ cô thích thế nào? Bây giờ cô thích. Đấy, thấy chưa? Em đã bảo rồi mà lại. Cách này hiệu quả đấy. Rồi đi về người ta la bây giờ. Ở đây. Không biết bao giờ mấy anh chị cãi nhau xong để về trả tiền cho mình này. Khó hiểu thật. Em ăn no rồi ạ. Ui, thì em ăn no rồi mà người vẫn thon thả nhờ. Em ăn xong rồi em tập thể thao rất là nhiều nên em bị béo ấy. Anh nghe điện thoại. Thôi tôi đây. Đây tôi đang mời kẻ người yêu đây. Có chuyện gì đấy? Uống trà sữa. Em có thích đi uống trà sữa không? Tôi người yêu tôi đi này. Em ăn no chưa? Mình đi luôn. Em no rồi ạ. Ok, đây giờ tôi người yêu con luôn nha. Nha. Đi, chúng mình đi đi. Nghĩa xỏ. Em à? Dạ. Đã có ai nói với em là em cười rất đẹp chưa? Dạ chưa ạ. Ừ đúng rồi, tại em cười có đẹp đâu. Anh đùa thôi, chứ nhìn em cười duyên mà. Đặc biệt là nhá, nhìn góc mặt của em ấy, lúc nào cũng đẹp luôn ấy. Ủa?